Xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập trước, ngay sau khi quỷ lệ giúp Bạch Hồ thoát khỏi xiềng xích do phần hương cốc giam cầm bấy lâu nay, thì toàn bộ tế đàn rung lên kịch liệt, chỉ trong tích tắc nó đã liền sụp đổ. Ngay tại thời khắc quỷ lệ thu lại huyền hỏa giám rồi tuy thơ muốn trốn thoát, cửu vị thiên hồ trong lửa và băng lạnh, giữa bóng tối và ánh sáng, ngước lên trời hú dài một tiếng. Thạch âm thê lương mau chóng hòa vào tiếng gầm thét của núi lửa. Tại khoảnh khắc ấy, sức mạnh của ngọn lửa khổng lồ phảng phất như bị bạo kích. Nơi thân cửu vị thiên hồ cấp tốc ngưng tụ một làn khói trắng, sau đó trong làn khói chậm chậm hiện ra một thân hình trắng không tì vết. Quỷ lệ không nhìn rõ dung nhan nhân ảnh đó, cũng không có thời gian nhìn lại lần nữa, bởi dường như mặt đất cuối cùng không thể nhịn được một cơn bùng nổ, ngọn núi lửa đã ngủ yên bao năm đột nhiên phun trào. Quỷ lệ không suy nghĩ nhiều, hướng lên không trung phía trên mà bay lên. Quả nhiên ngay lúc đó, tường đá trên đầu vốn dị cứng rắn đã đổ sập xuống. Tiểu Hôi cũng sợ hãi nắm chặt cứng cổ áo hắn, còn cửu vị thiên hồ trong làn khói trắng ra giết nhìn theo bóng lưng quỷ lệ, sau đó cũng bay lên trời. Cả phần hương cốc trong nháy mắt đã chìm trong một màn ánh sáng đỏ rực như lửa. Mọi người kinh hãi nhìn về phía trụ lửa khổng lồ đâm lên trời trong đêm đen. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi cột lửa khổng lồ đáng sợ đó đã tắt đi, mặt đất đã yên tĩnh trở lại. Quỷ lệ lúc này rốt cuộc cũng đáp xuống một ngọn núi gần đó. Ngay sau lưng cửu vị thiên hồ cũng đã hạ chân, quỷ lệ không quay mình mà đứng bất động. Hắn hít vào một hơi rồi lên tiếng: "Người có cần y phục không?" Chẳng biết sao thanh âm phía sau lưng hắn lúc này bỗng nhiên có chút ý tứ nhu mì, dịu dàng vang lên: "Đa tạ công tử." Quỷ lệ nghe vậy lập tức cởi áo khoác ngoài quăng về phía sau. Trong lúc làm việc đó, hắn một mực không hề xoay mình. Tuy nhiên, tiểu hôi trên vai hắn thì không giống chủ nhân của mình. Nó quay đầu qua lại, nhìn quỷ lệ một hồi, lại nhìn phía sau một hồi, bất thời đưa tay gãi gãi đầu, tựa hồ có gì đó không hiểu. Một thoáng sau, Bạch Hồ thay đồ xong liền yểu điệu bước ra khỏi làn khói trắng. Dung mạo nàng còn diễm lệ hơn tuyết xa gió cuốn. Quỷ lệ nhìn bộ đồ tuy dậu của nàng, nhưng nơi cần che cũng không che hết, liền có chút mất tự nhiên quay đi hướng khác. Nữ tử do cửu vị thiên hồ hóa ra hình người, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tiểu hôi, rồi lên tiếng: "Cảm ơn ngươi rất nhiều." Quỷ lệ hạ giọng nói: "Cô định tương lai thế nào?" Cửu vị thiên hồ dịu dàng đáp: "Ngươi nói cho ta nghe, nơi tiểu lục tự tận. Ngày sau nếu có dịp, ta sẽ đến đó xem thử." Quỷ lệ cúi đầu, trong mắt có ánh sáng thoáng chớp qua, rồi nói: "Ở vùng phụ cận Không Tăng Sơn phía bắc có một vùng gọi là Tiểu Trì Trấn. Ở cách trấn 10 dặm có một cánh rừng nhỏ. Trong rừng có một hắc thạch động, là ở thật sâu phía dưới động đó cũng không khó kiếm lắm." Cửu vị thiên hồ vẫn cười, gật đầu. Quỷ lệ lúc này quay đầu nhìn nàng, tựa hồ do dự nhưng vẫn đưa tay vào lòng lấy ra huyền hỏa giám. Sau đó thanh âm hắn vang lên nói: "Cái này trả lại cho cô, nguyên lai nó là của con trai cô." Cửu vị thiên hồ giật mình từ từ đón lấy huyền hỏa giám, cầm nâng niu trong tay rồi nhẹ giọng thốt lên: "Người có chút không biết, huyền hỏa giám này là thiên địa thế gian vô thượng thần khí, vạn hỏa chi tinh. Nếu có thể phát dụng sức mạnh chân chính của nó, lại phối hợp với bát hung huyền hỏa pháp trận, người đã thấy ở huyền hỏa đàm sẽ có uy thế hủy thiên diệt địa." Nói tới đây, Bạch Hồ dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói tiếp: "Nếu là như thế, người có trả nó lại cho ta không?" Quỷ lệ nhạt nhẽo nhìn bảo vật trong tay cô, trầm mặc một thoáng, từ từ quay mình, nhẹ giọng nói: "Ta cần thứ đó làm gì? Ta cần hủy thiên diệt địa để làm gì? Cái ta muốn, nó không thể cho ta." Cửu vị thiên hồ bật cười thành tiếng đáp: "Nói hay lắm, nói hay lắm." Quỷ lệ nhìn về phía cô, chỉ thấy nụ cười trên mặt cô, ánh mắt nét này đều nhuốm vẻ thê lương. Cô ném huyền hỏa giám trong tay trả lại cho hắn rồi tự diễu: 300 năm nay, ta tại huyền hỏa đàm không thấy mặt trời, không biết đã bao lần suy nghĩ, ban đầu tại sao ta phải dại dột đánh cắp huyền hỏa giám làm gì. Thời gian 300 năm đó chẳng bằng ta và thân nhân vui vẻ chung sống với nhau, như thế có phải tốt hơn không?" Quỷ lệ đón lấy, hơi run run nói: "Toàn gia tộc của cô dùng tính mệnh để đổi lấy cái này, sao cô..." Cửu vị thiên hồ chậm chậm ngưng tiếng cười, vẻ bi ai trong mắt lại như nặng nề hơn, cúi đầu thật thấp, âm u nói: "Ta cần nó để làm gì nhỉ?" Quỷ lệ do dự một lát nhưng vẫn lên tiếng: "Cô bị phần hương cốc giam cầm 300 năm, không muốn trả thù sao?" Đến đây thì cũng hết tập 44 Chu Tiên 3D. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.